kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục có cơ hội để thể hiện bản thân mình khi Jong Heerenveen tiếp đón Jong Willem II trên sân nhà. Nhận định trước trận đấu Jong Heerenveen và Jong Willem II, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3, Jong Heerenveen sẽ có cuộc tiếp đón Jong Willem II trên sân nhà. Với việc không thi đấu ở trận đấu với Twente vừa qua, gần như chắc chắn Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát của Jong Heerenveen ở trận đấu này. Nhiều khả năng Văn Hậu sẽ chơi ở vị trí trung vệ trong sơ đồ chiến thuật của Jong Heerenveen. Trong 3 trận gần nhất thi đấu ở vị trí này, hậu vệ 20 tuổi của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi nhiều lần cứu thua cho đội bóng. Thậm chí Văn Hậu còn thể hiện tố chất thủ lĩnh của mình khi liên tục nhắc nhở các đồng đội trong khi trận đấu đang diễn ra. Hiện tại, Jong Heerenveen đang đứng đầu trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Thậm chí họ còn đang thi đấu ít hơn các đội bóng khác là 2 trận. Trong quá khứ, Jong Heerenveen có thành tích rất tốt ở giải đấu này khi đã từng 3 lần giành chức vô địch. Chính vì vậy mà cơ hội để Văn Hậu có danh hiệu đầu tiên tại Hà Lan đang là rất lớn. Văn Hậu tiếp tục tỏa sáng tại Hà Lan vào đêm nay. Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ có tên trong đội hình xuất phát của Jong Heerenveen ở trận đấu với Jong Willem II vào rạng sáng ngày 3 tháng 3. Rạng sáng ngày 1 tháng 3 vừa qua, SC Heerenveen đã có chuyến làm khách tới sân của Twente tại vòng 25 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tuy phải thi đấu trên sân khách, nhưng với sự xuất sắc của hàng công, SC Heerenveen đã giành được chiến thắng đầu tiên trong năm 2020 sau khi đánh bại Twente với tỷ số là 3-2. Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu tiếp tục được đăng ký trong danh sách thi đấu của Heerenveen. Tuy nhiên, dù đã có thời điểm đội bóng áo sọc trắng xanh dẫn trước tới tỷ số 3-0, nhưng huấn luyện viên Johnny Jansen vẫn quyết định không trao cơ hội cho hậu vệ trẻ của Việt Nam. Thêm một trận đấu nữa, Văn Hậu chưa thể có cơ hội để ra mắt người hâm mộ tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tuy nhiên, hậu vệ của Việt Nam vẫn được coi là trụ cột của Jong Heerenveen khi tham dự giải KNVB Research League. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3, Jong Heerenveen sẽ có cuộc tiếp đón với Jong Willem II trên sân nhà. Với việc không thi đấu ở trận đấu với Twente vừa qua, gần như chắc chắn Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát của Jong Heerenveen ở trận đấu này. Nhiều khả năng Văn Hậu sẽ chơi ở vị trí trung vệ trong sơ đồ chiến thuật của Jong Heerenveen. Trong 3 trận gần nhất thi đấu ở vị trí này, hậu vệ 20 tuổi của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi nhiều lần cứu thua cho đội bóng. Thậm chí Văn Hậu còn thể hiện tố chất thủ lĩnh của mình khi liên tục nhắc nhở các đồng đội trong khi trận đấu đang diễn ra. Hiện tại, Jong Heerenveen đang đứng đầu trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, thậm chí họ còn đang thi đấu ít hơn các đội bóng khác 2 trận. Trong quá khứ, Jong Heerenveen có thành tích rất tốt ở giải đấu này khi đã từng 3 lần giành chức vô địch. Chính vì vậy mà cơ hội để Văn Hậu có danh hiệu đầu tiên tại Hà Lan đang là rất lớn. Văn Hậu cùng Heerenveen đã biết đến mùi chiến thắng. Sau 8 trận không biết thắng, rạng sáng nay Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội câu lạc bộ Heerenveen đã vượt qua Twente ở lượt trận vòng 25 giải vô địch Hà Lan. Ở trận đấu này, Văn Hậu tiếp tục được huấn luyện viên Jansen điền tên ở danh sách dự bị nhưng không được tung vào sân 1 phút nên hồi hộp nhìn các đồng đội có chiến thắng nghẹt thở. Tiền vệ đội trưởng Faik có bàn thắng từ phút thứ 4 đưa Heerenveen vượt lên dẫn Twente 1-0. Đầu hiệp 2, Heerenveen có liên tiếp 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Tưởng chừng là Văn Hậu cùng các đồng đội có chiến thắng dễ dàng thì Twente đã vùng lên mạnh mẽ, đến phút thứ 72 đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Cả hai bàn thua của Twente đều có lỗi của hàng phòng ngự Heerenveen, nhưng Văn Hậu vẫn không được trao cơ hội. Rất may là đội bảo toàn được chiến thắng chung cuộc 3-2 như cách mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã làm ở AFC Cup vừa qua trước Hougang United của Singapore. Với chiến thắng này, Heerenveen đạt 33 điểm, giữ nguyên hạng 10, trong khi Twente tụt xuống hạng thứ 14 tại giải Hà Lan. Quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.